cũng ghê gớm đấy, nhưng mà làm sao bằng anh em sóc cho nick của mình được. Bây giờ Không, em vẫn thấy em sẽ thử chiến đấu với em ạ. À, chiến đấu đã, sợ gì, chiến đấu. Ôi trời ơi, chào. Nó to như thế mà anh không sợ à? Chiến đấu nào, úi dồi ôi. Trời ơi, nhưng mà cá mập ơi, đừng bắt ôi, ra. Ôi, con cá mập to thế quá. Thế này mà anh bảo không sợ. Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh Nhật Minh TV. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi hợp nhất những con khúc ghi lại với nhau để cho nó to hơn, khỏe hơn, mạnh hơn và kinh khủng hơn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào game thôi các em, let's go. Đi thôi. Đây, trời ơi, bên bạn. Bên kia có hai con to thế. Có con cá mập này. Ở cái tập trước ấy, video trước ấy là chú cá mập này đã thua nhím Sonic của mình rồi. Thế hả? Thế là hôm nay đã gọi đàn anh của mình là nhân vật chính trong Bobby Playtime khổng lồ luôn. Ôi, cái tay nó to dài chứ. Và gọi thêm hai đệ tử nữa này, hai húc ghi cầm cheng cheng đệ tử đây rồi, nhưng chúng ta không sợ, chúng ta chiến đấu luôn. Chiến đấu thôi anh ơi, bên kia to thế em sợ quá. Trời ơi, tất cả đều thua húc nhím Sonic của mình hết. Nhím Sonic của mình rất là khỏe luôn. Chiến đấu nào? Chắc chưa? Chắc chắn luôn. Chiến đấu, chắc. Nhím Sonic. Ồ, cố lên, nhím Sonic màu vàng cố lên. Ui, sao nó bắn dài thế, bắn mạnh thế. Ôi, chú sâu của mình một bắn. Ôi, ba con sâu của mình là ba bắn luôn. Anh bảo rồi mà, nó to thế kia làm sao mà mình thắng được. Ba con sâu của mình chỉ ba bắn thôi là xong rồi. Bền bạn, quá là khỏe luôn. Bây giờ chúng ta phải gọi đàn anh của nhím Sonic màu cam này, đàn anh của nhím Sonic màu cam màu xanh. Rồi. Nó sẽ nâng cấp lên nha. Trời ơi, bây giờ nó đang con chen chen thì bao giờ nó lên to hả anh? Bao giờ mới gọi được đàn anh đây? Đàn anh đâu rồi? Bây giờ mới đang con bé tí. Bé xíu thế này thì bao giờ mới gọi được đàn anh? Ủa sao biết tiền đến nơi rồi các em ạ? À? Khả năng là không có đàn anh rồi. Không có đàn anh rồi. Thêm một con nữa anh. Chúng ta không có, chúng ta chơi nhiều vậy. Thế rồi hả? Sao biết? Một con đen để hợp nhất vào đi. Thế nên ba đầu nè. Bây giờ thì mua con bắn đi nhỉ. Chưa khỏe đâu. Bây giờ phải bắn thì mới đỡ được. Chứ còn tiền để gọi đàn anh thì như là không đủ tiền để gọi các đàn anh rồi. Con cá mập to thế trời. Cá mập khỏe quá các em ạ. Rồi. Trời. Chúng ta hợp nhất con sâu lên đi. Trời ơi, chúng ta đã có một con này rồi hả? Con húc ghi cầm lưỡi hái. Đấy, đừng có đùa mấy húc ghi cầm lưỡi hái nhá. Vô cùng là khỏe đấy. Húc ghi cầm lưỡi hái luôn. Nào. Nào. Nào, rủ con sâu. Chúng ta sẽ phải mua thật nhiều con bắn các em ạ. Con sâu vàng. Ra con sâu xanh, con ra sâu con sâu vàng xanh trong làng hốc ghi. Đó, mua thật nhiều thêm vài con sâu đi. Một con này nữa đây. Lên. 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 Ôi, vẫn chưa vẫn, thấy đâu ạ. Vẫn chưa lên được cái con sâu ấy. Sâu mấy khúc vậy? Bây giờ phải lên con sâu xanh lá cây đi nhỉ. Phải to đúng không? Con sâu này bé quá. Đây. Đây rồi. Đấy, sủi. Nó gai góc chưa? Nó quá là gai góc luôn. Rồi, thêm con sâu nữa. Bây giờ thì bé mua tí. Một húc ghi đi. Húc ghi thì sắp xem có lên được anh trai của nó là nhím Sonic màu gì à? Màu xanh không? Chứ nhím Sonic màu cam là khả năng là con cá mập kia to thế. Là không đỡ được con cá mập kia, mới cả nó gọi đàn anh nhân vật chính trong Bobby Playtime mạnh quá các em ạ. Chúng ta phải gọi đàn anh nhím Sonic màu xanh thôi. Ấy, ấy, ôi, bây giờ mới thế này hả? Bây giờ mới thế thì bao giờ mới lên được nhím Sonic màu xanh? Tiếp đi, hai con này vào đi. Ta cứ để lấy chỗ ra. Ấy, đây. Chiu, wow, trời. Hai con kìa. Chào rồi. Đủ lên không? Không biết. Sắp hết tiền rồi các em ơi. Bên đội bạn mạnh quá, trời ơi. Bên đội bạn quá mạnh. Rồi, hai con. Rồi. Chà, úi xòi rồi. Tiếp đi anh. Tiếp, hết rồi. Không hợp nhất vào hả? Hết rồi. Ôi trời ơi. Ôi ra con chanh chanh nhỏ này. Ôi rồi. Ôi rồi, hết luôn rồi. Rồi.
Tập này chúng ta sẽ chưa gọi là đánh vội, chúng ta sẽ sử dụng hai anh em nhà nhím xoắn lịch màu cam các em nhá. Rồi, chiến đấu nào, cha, cố lên nào, cố lên, cố lên. Ôi, cái tay nó dài thế. Tay siêu to khổng lồ. Ôi, ôi, chiến đấu với con cá mập còn chưa đủ các em ạ. Ôi, ôi, nó tát cho ngất luôn. Ôi, sắp rồi. Trời ơi. Rồi, yeah, như vậy là chiến thắng rồi. Trời ơi, tưởng bạn thế nào cơ. Cũng chỉ là bình thường thôi. Tưởng hai con to thế nào cơ nhỉ. Ừ, cũng kém không. Ái chà chà. Lần này bên bạn lại gọi thêm một đệ tử nữa, đó là xanh. Húc ghi đấm bốc. Ui giời ơi. Mấy bạn cá mập mấy cả mấy cái bạn là gì ạ? À? Nhân vật chính trong Bobby Theo mà kém quá. Phải gọi gì đàn anh nào to hơn được không chứ? Bên bạn kém quá đi mất. Nó gọi con to là mình thua đấy anh ạ. À. Không bao giờ sợ thua luôn. He he. Bên mình thắng chắc luôn các em nha. Rồi, bên ta sẽ chiến đấu là bên bạn gọi thêm được có một đệ tử quá là yếu kém, làm sao bằng quân mình được nào, chiến đấu. Ồ, cô lên nào. Ôi, nó đấm kìa. Ui ui, nhưng không sao, nhím xoắn lịch của mình có hai con liền, nhím xoắn mình đã hạ cả một ôi cố lên, bên mình có đông thế. Yeah. Yeah, bên mình đã giành chiến thắng rồi, tuy bên mình không có những người khổng lồ to như vậy nhưng mà chúng ta vẫn đông. Giành chiến thắng. He he he, anh em chúng ta rất là đông, anh em ta đông quá. Ôi trời ơi, trận này với bạn gọi rất nhiều anh em luôn kìa. Chỉ có hai con cá mập to siêu to khổng lồ thế anh Việt. Bây giờ gọi ăn hai con cá mập vô cùng là to luôn này. Này sao mà thắng nổi đây. Nhím son lích màu vàng lại. Ai chà chà. Nó có cả nhím kìa. Húc ghi cầm tên sét này, Húc ghi cầm tên lửa này và Húc ghi màu xanh này. Ai chà, quá là sợ quá, sợ quá, sợ quá. Nhưng mà không sao, bên mình vẫn mạnh hơn. Bên bạn có gọi bao nhiêu người trên đó thì vẫn thua thôi. Thật hả? Vẫn thua thôi. Các người thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Ta là cá mập siêu to đây. Không những có một con mà ta có hẳn hai con nha nha. Và ta đã gọi được rất nhiều anh em của ta đến rồi. Đi Nhật Minh đã thấy gì chưa? Hãy xem sức mạnh của ta đây. Ấy chà chà. Ôi trời ơi. Anh em là cá mập cũng ghê gớm đấy. Nhưng mà làm sao bằng anh em sóc thang nhích của mình được. Bây không giờ... em vẫn thấy sợ anh ạ. Em sẽ thử chiến đấu với em ạ. Chiến đấu đã, sợ gì? Chiến đấu. Ôi trời ơi. Chà. Nó to như thế mà anh không sợ à? Chiến đấu là úi dồi ôi. Trời ơi, nhưng bên... mà cá mập ơi đừng bắt ôi, ra. Ôi con cá mập to thế quá. Thế này mà anh bảo không sợ. Trời bên ơi. Bên bạn còn rất là ôi bắn tên lửa kìa. Ôi trời ơi, bắn tên lửa. Ôi trời ơi, ra giành chiến thắng mất rồi. Trời ơi. Anh Nhật Minh thật là cứng đầu các em ạ. Bên bạn khỏe quá. Đó là hai con cá mập siêu to đấy kìa mà ông không sợ. Trời ơi. Các em ơi, vậy là video này chúng ta đã thua thảm hại rồi các em ạ. Quá là tê tảm luôn. Các em nhớ đón chờ tập sau để anh Nhật Minh chiêu mộ những con vật to hơn, khỏe hơn các em nhá. Để chúng ta sẽ giành chiến thắng nhá. Các em nhớ like này, đăng ký kênh, chia sẻ và bấm chuông để theo dõi những cái video mới nhất từ anh và chị Hồng nha. Còn bây giờ thì xin chào tất cả các em. Bye bye.